Bữa giờ cũng có nhiều người hỏi về NATO. Hôm nay sẵn mua hàng NATO rồi, mình ngồi tâm sự tí về cái chủ đề này ha. Để khui hàng ra đã. Đây là hàng khuyến mại. Rồi, kiểm hàng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sao không có lần nào mà cái người bán hàng người ta đếm dư cho mình một cái à? Không có thấy dư, không có lần nào đếm mà nó dư được chân á. À, cái này là bánh ăn vặt, để ăn cái đã rồi. Chả cái gì đây? Bánh chả. Người ta khuyến mãi thì mình ăn, có mất gì đâu. Chả, cái này là chả giò á. Chả giò mà người ta làm sấy khô. Nó có hai dạng. Ồ, nghe mùi giống nghe mùi giống mùi thịt chó rồi ta. Có hai dạng, dạng mặn và dạng chay. Ờ, nghe cái mùi ngon á, cái mùi ngon lắm. Để thử à. Cái món này ăn vặt cũng được nè. Có cái vị béo béo, thơm thơm. Nói chung là giống dồi chó, giống y chang ăn dồi chó vậy đó. Thì bữa giờ cũng có nhiều người đi vô hỏi cái thuốc này uống sao, rồi còn dùng không, rồi còn hỏi là tôi còn dùng thuốc này không. Đính chính lại nha, cái này không phải thuốc. Cái này là giống như là thức ăn đó. Nó cũng không phải sữa, mà nó cũng không phải thuốc. Nó giống như là một thức ăn, một món ăn thôi, một thức ăn thôi. Thì nhiều người vô lại có hỏi là còn dùng không, rồi uống cái này có hết bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia không, có hết xương khớp cái gì không. Thì sau 2 năm rồi, sau 2 năm tôi dùng cái này, tôi dùng liên tục nha. Dùng là dùng liên tục nha. Nhiều người ngộ lắm. Thấy tôi dùng, nhiều khi tôi dùng mới có 1 tuần à. Một cái món nào đó, các chị vô hỏi, hôm nay thấy sao rồi? Ôi trời ơi, dùng cái gì cũng phải từ từ chứ. Có nhiều khi mình uống cái gì đó, mình dùng cái gì đó mới có 1 tuần chạy vô hỏi sao rồi. Uống, bạn uống cái gì mà sau 1 tuần nó có kết quả, cái đó mới nguy hiểm á. Chỉ có thuốc giảm đau thì nó mới nhanh vậy thôi. Với một cái nữa, đây giống như là một cái món để bổ sung thêm thì mình phải dùng lâu dài, dùng hoài luôn. Chứ không phải là khi mà mình dùng xong cái mình thấy bớt cái hết cái là mình ngưng. Ngưng thì cái bệnh nó lại lại thôi. Tôi xác định cái này là tôi dùng suốt đời rồi, không có thay gì buổi sáng dậy nha. Pha một là ly nước âm dương, lấy một cái ly nước chế ra một nửa, mình đun sôi xong mình pha cái này, xong mình đổ ngược lại, nó thành một cái ly ấm, nước ấm. Múc hai cái ly, hai cái muỗng thật đầy luôn, vuông luôn. Uống nhiều một chút cũng không sao, không có sợ quá liều đâu, hao tiền thôi nha. Mà uống ít thì sợ nó không đủ đô. Cho nên tôi uống cái đô của tôi là bằng 4 cái muỗng thường á. Múc một phát đầy dung luôn. Múc hết cỡ luôn, đầy dung luôn. Thì cứ sáng dậy làm 2 muỗng, pha với nước ấm, uống, khỏi ăn sáng. Thì cái công dụng của nó là nó có hỗ trợ về xương khớp. Nó có cái gì vitamin K hay gì đó để hỗ trợ về xương khớp nữa. Nhưng mà thật sự mà nói thì tôi uống cái xương khớp của mình á, nó không có bị đau, mà nó chỉ bị kêu thôi. Nhưng mà tôi dùng cái này thì nó cũng không có giảm kêu nhiều. Bây giờ cái xương khớp cổ với đầu gối nó vẫn kêu. Cho nên đối với tôi thì cái này nó không có cải thiện mạnh về xương khớp trên cơ thể của mình. Còn người khác uống coi nó có giảm được xương khớp hay không, đó là tùy cái cơ địa của mỗi người mà hấp thu mỗi cái khác nhau, chứ không phải là ai uống cũng giống nhau được. Thì cái này bây giờ tới hiện tại bây giờ tôi đánh giá là tôi uống nó để gì? Trị táo bón nè. Và rối loạn tiền đình thì hơn 2 năm nay là tôi uống cái này từ năm 2020 rồi. Thì hơn 2 năm nay là không có uống viên thuốc tây tiền đình nào nữa. Và đặc biệt là phải uống thường xuyên,
ngày nào cũng phải uống, nó giống như ăn cơm vậy đó. Lâu lâu mình quên thì mình ngưng một bữa cũng được, nhưng mà để duy trì về cân bằng thì phải uống hàng ngày nha, chứ không phải là hôm nay mình ngưng. Có thời gian tôi thử, tôi uống xong rồi tôi thấy nó êm êm rồi, cái tôi ngưng có khi là 4 5 ngày tôi không uống thì nó lại bị tiệt choáng choáng lại nha, tiệt đình nó bắt đầu chóng mặt lại thì bắt buộc phải uống. Và một cái điều nữa, có một thời gian tôi đổi qua, đây là dạng bột, có một thời gian tôi chuyển qua tôi uống dạng viên. Thì tôi thật cảm thấy cái dạng viên đó, nó hấp thu không có bằng cái dạng bột này đâu. Mình chịu khó mình hòa ra nước ấm á, thứ nhất là uống nước ấm buổi sáng cũng tốt nè, cái thứ hai là cái bột này nó hòa tan vào với nước, mình uống và tới đâu là nó ngấm luôn vào cái thành mà ruột của mình rồi. Còn cái dạng viên á là mình uống vô nó là dạng khô, rồi mình uống với cái nước lạnh bình thường, nước lọc bình thường thì nó phải mất thời gian để nó thẩm thấu, nó làm cho cái viên nó mềm ra, nó mới ngấm được vào đường ruột. Thì tôi nghĩ rằng uống cái khô cái viên là dạng dành cho những người không có điều kiện nấu nước, hoặc là biếng muốn làm cái ập vô cho nó nhanh vậy thôi, nhưng mà nó không ngon. Uống cái này nó ngon, nó béo. Uống uống cái dạng viên thì mình đưa qua miệng phát mình cảm giác cái mùi nó hơi hôi hôi, cái nó ào vô xong rồi. Nhưng mà uống cái này, uống một thời gian đầu thì cảm thấy cái mùi nó hơi khó uống, nhưng mà mình càng uống sau này nó quen, giống như mình uống cà phê vậy đó, nó cũng có cái mùi đặc trưng riêng của nó. Mình pha nước xong mình để một chút cho nó ngấm hòa tan hết cái bột nó ra nước đó, bắt đầu mình uống từng ngụm từng ngụm từng ngụm, nó béo mà đâu có khó uống đâu, giống như uống nước thôi. Thì uống cái dạng bột nó hấp thu tốt hơn là cái dạng viên đó. Thì cái công dụng chính của cái này là thông máu huyết, thì cái đó mình phải thứ nhất là phải đo đếm bằng một cái thiết bị y tế nào đó để mới ra được cái chỉ số. Còn cái chuyện mà mình nhìn, mình cảm nhận bên ngoài thì mình không thể cảm nhận được nó thông như thế nào. Nhưng tôi có cái đánh giá như thế này, là từ cái ngày mà uống cái này xong á, là thời gian này á cũng mấy năm nay rồi, không có bị đau bụng kinh nữa. Ngày xưa nó còn nó còn bị đau y, y âm 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 râm râm, cũng có khi nó quằn quại, nhưng mà nó đau nhẹ nhẹ thì mình là mình phải uống thuốc thuốc paracetamol á để mình vô mình cầm cái đau đó lại. Nhưng mà từ ngày mình uống cái này xong, nhiều khi có những tháng mà mình chẳng thấy nó đau luôn, nó tới hồi nào không hay luôn. Tức là lúc trước trước đó vài ngày thì ngày xưa chưa uống, trước đó vài ngày thì nó phải có một cái hiện tượng gì đó để báo hiệu là sắp, nhưng mà mình uống cái này xong nhiều khi nó không có đau, cho nên mình không biết nó sắp luôn á, nhiều khi quên ngày quên tháng. Thì đó là cái là nó cũng giảm được đau bụng kinh nè. Và một cái điều nữa là cái ngày xưa khi mà mình cái tuổi mình càng già, làm như mình bị khô máu thì nó cái diện cái màu á, cái màu sắc á thì nó hơi hơi bầm và nó không có được loãng. Nó ra cái dạng một cục cục á, nó hơi bầm đen nữa. Thì mình dùng cái này trong mình thời gian này mấy năm nay á, mình dùng 2 3 năm nay rồi, gần gần 3 năm rồi, thì mình thấy mình cảm giác nó nhiều hơn, và nó không có đóng cục đen đen như ngày xưa nữa, và cái màu nó đỏ tươi hơn. Đó là tôi nghĩ là nó cũng có liên quan đến đường máu á, là lưu thông máu huyết thì nó làm cho mình đỡ tắc nghẽn, thì cái máu huyết nó mới lưu thông, nó mới ra nhiều hơn, và nó cái màu màu nó tươi chứ nó không có bầm bầm mà nó đen đen giống như ngày xưa. Đó là ngoài cái tiền đình nè, cái táo bón nè, rồi giờ nó không có đau bụng kinh và nó làm cái máu 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 của mình, mình thấy nó cũng đẹp. Bây giờ mà khen cái máu đó nó đẹp nó cũng kỳ nữa đúng không? Nhưng mà thực tế là như vậy, nó không có đen bầm như ngày xưa mà giờ nó cũng đỏ tươi. Thì chắc là nó cũng liên quan đến đến thông máu huyết đó, là như vậy đó. Còn về xương khớp thì tôi hiện nay tôi vẫn nó không có cải thiện được những cái chỗ mà kêu, cái cổ tôi nó vẫn kêu rắc rắc. Ngay cả khi tôi uống 4 cái chai mà bữa hổm dùng cái chai gì đó, hua khâm lách gì đó, uống hết 4 chai rồi cũng không có cải thiện gì về cái tiếng kêu cả. Còn những ai mà bị xương khớp mà nó bị đau á thì mình uống mình cảm nhận nó dễ hơn, còn cái kêu, cái độ kêu thì tôi thấy hình như nó làm như là nó khó lành lắm, nó phải bao nhiêu đó nó mới bơm đủ cái chất nhầy vô để nó tạo ra cái đủ cái độ bôi trơn cho cái khớp đó. Tôi nghĩ chắc phải chích cái thuốc gì đó vô, giống như phải có một cái loại thuốc giống như là bơm trực tiếp cái nhớt vô cái khớp đó nó mới hết kêu được. Còn mà ăn uống hay là các chất này chắc kia lâu lắm, nhưng mà vấn đề là nó không có nặng hơn là được rồi. Ê, thì cái quan trọng là đừng có nặng hơn thôi. Còn còn nó không kêu thì nó phải có thời gian, mới có 3 năm nó chưa có đủ đâu, kệ nó cứ tiếp tục uống.
Cái món này là cái món ăn vặt thôi. Mình thì từ ngày ngày mình ăn gạo lứt xong á, mình không có cảm giác thèm ăn nữa. Còn này là người ta tặng thì mình ăn, chứ còn bảo mua chắc mình không mua đâu, nói thiệt á, nhưng mà ăn ngon. Ai mà thích ăn vặt á thì nó giống như mấy cái bánh ngọt á, giống như mấy cái bánh ngọt, nhưng mà cái bánh này nó là mặn, cho nên ăn nó có cái vị thơm thơm mùi hành, ngon á. À, nhiều người hỏi cái này bao nhiêu một gói. Hiện tại tôi mua là 160, loại đen. Còn cái loại vàng á thì rẻ hơn. Còn cái loại viên á thì mắc hơn, tùy nha, tùy mua cái gì. Chứ khi đi vô hỏi nhiều gói, nói chung là dưới 200 ngàn, khoảng 200 ngàn trở lại. Một một bịch như vậy á thì uống được khoảng, lâu rồi cũng không có tính nữa, ngày hồi thời gian đầu là tính được khoảng 5 ngày á. Một bịch này uống khoảng 5 ngày á. Thời gian này là nhiều khi uống cứ xả láng, nặng tay chút xíu rồi cũng không có biết là bao nhiêu, nó cứ chừng nào hết thì mua, cũng không có canh kỹ. Năm ngày tới một tuần, một tháng khoảng 5 bịch. Hồi xưa tôi uống 2 lần á, một ngày 2 lần thì 7 bịch. Bây giờ tôi uống có một cử à, bây giờ nó ổn định rồi. Ngày xưa là tôi uống sáng cử, chiều cử, cỡ 3 4 giờ chiều tôi làm cử nữa, nhưng mà bây giờ nó ổn định rồi thì ngày tôi uống có một cử à, giảm tiền, cho nên tháng chắc chừng 5 bịch à. Cái món này á, ai mà thích ăn vặt á, ngon nha. Còn giờ mình không có còn, ngày xưa thì mình thích ăn, bây giờ mình không không còn thèm ăn như ngày xưa nữa. Từ cái hồi mà tham gia giảm cân tới giờ, cái chuyện ăn uống thấy nó không có quan trọng, cũng không có háo hức, nhiều khi có đồ ăn đó cũng không buồn ăn, chứ không phải như ngày xưa là cái dạng là gọi là gì ta, đạo ăn uống hả, cái gì cũng ăn được hết, ăn không có sự thèm thuồng á. Cái này giống bánh trung thu á. Đúng rồi, có cái mùi giống bánh trung thu, chính xác. Chứ không phải dồi chó. Nãy ngửi mới đầu tưởng mùi dồi chó, bây giờ ăn kỹ lại có cái vị của cái mùi bánh trung thu. Nhưng mà nó ngon hơn cái mùi bánh trung thu. Mùi bánh trung thu mình không thích ăn, mình không thích ăn bánh trung thu tại vì cái mùi của nó hôi hôi. Cái mùi này nó khác, nó nhẹ hơn, nó thơm hơn cái mùi bánh trung thu, nhưng mà nó một cái dạng giống như mùi bánh trung thu vậy đó. Giống như bánh trung thu nó cũng có nhân mặn á, dạng dẻ. Hàng mới cho nên gửi ăn thử. Mà dạo này mình ăn kiêng rồi, cho nên mình hạn chế ăn mấy cái đồ không cần thiết. Đồ ăn chơi đó mình ít ăn lắm. Nhưng mà ít ăn thôi, nhưng mà có cũng ăn được á, đó, dạng vậy. Nếp một hũ á, lẩm phát hết rồi này, còn 3 cái thôi. Nói chung là chỉ không ăn với điều kiện đừng ai bày trước mặt thôi. Còn bày trước mặt vẫn lẩm như thường không. Cái này rất hợp với làm bánh trung quà bánh trung thu nha. Ăn nó ngon bánh trung thu nhiều. Bánh trung thu nó chỉ có một cái giá trị là cái hình thù cái bánh đó nó đặc đặc quyền, độc quyền trong cái ngày đó thôi. Nhưng mà nếu mà ăn về cái giá trị thì cái này nó ngon bánh trung thu. Đó. Những ai thắc mắc về cái NATO từ bữa giờ đi vô comment á, nghe tôi giải đáp rồi đó. Mà hôm bữa có một cái chị cũng mua cái này về, xong rồi chị phản hồi, mà chị đó còn uống mà nó tác dụng còn nhanh hơn tôi nữa. Thế chị phản hồi, chị nói là theo cái clip của mình á, xong rồi cũng mua mua thử uống, xong cũng thấy cải thiện, nên là bây giờ chị cũng dùng luôn rồi. Nghe mình cũng vui, tại vì mình dùng cái gì thì mình chia sẻ cái đó, chứ mình không có quảng cáo bán hàng. Cái cô bán hàng cô cũng trả cho tôi thêm đồng nào á. Bất cứ mình mua hàng gì về mình cũng quay á, như mua hàng ông Tệ Hải đó, mua về tôi cũng quay á, có ai cho tiền tôi quảng cáo đâu, tôi quay tôi đánh giá thôi. Sắp tới có cái clip thêm về cái lĩnh cái vụ cập nhật tiếp về cái vụ mua hàng có thầy Tuệ Hải á. Đang chờ xử lý vẫn chưa xong, lẩm phát hết luôn à. Giờ mới thấy nó giống bánh trung thu, cái hộp nó cũng giống,
cái mùi vị nó cũng giống, dễ ăn, ngon. Ai thích ăn mặn giống tôi thì ngon. Nó có mùi hành thơm thơm, mùi hành tiêu, tỏi, ớt, mỡ gì chẳng là ngon.